Yo, what's up, Billy? Có chuyện gì vậy mày? Tụi tao có một chút bằng chứng với nghi vấn là bên cà phê mèo nó đánh bên Little Seoul của tao mẹ. Nó cho nổ cây xăng. Nó bắn tao viên đạn như nguyên đá mà ngay chỗ đó mẹ. May mà tụi tao trốn vô tập hóa kịp. Nên tao nghĩ là tao sẽ phải có tí quà lại cho bên cà phê mèo mẹ. Thì Julie cũng có nói qua về cái vấn đề là anh em mà kiểu có giải quyết mâu thuẫn của nhau bằng vũ lực thì né né cái chỗ làm ăn hoặc là chỗ ở trong thành phố ra, đúng không? Thì cái vấn đề mà nếu mà làm tổ cây xăng ở bên kia á thì nó lại nằm ở trong cái vấn đề là cái chỗ làm ăn, đúng không? Cây xăng cũng ở chỗ làm ăn rồi, đúng không? Rõ ràng em đó là em ngay cây xăng Little Seoul của tụi tao ba. Thì biết hiểu nhưng mà nó ném bằng cây xăng thì chỗ không có người dân kia qua lại rồi nó ảnh hưởng tới bên mày mò xé một tí xíu là đám tụi tao với thằng đen là đi luôn rồi đó. Thì ý là nói nếu anh em quyết định giải quyết thanh toán nhau hay gì đó thì anh em hẹn có thằng tích tới rồi làm thôi được rồi, để tao hỏi với đen vụ này mà đen nó có nói chuyện mày gì chưa? Có nói rồi, đen nó bảo là nó sẽ đứng ở giữa tại vì hồi sáng là bên cà phê mèo là có qua xin lỗi nó về vấn đề ấy, tại vì nghe nói thì nghe đen bảo thì có thể là do bên cà phê mèo là muốn chơi bạn thôi chứ không muốn chơi bên ok. Có gì cứ nói lại với đen đi, có gì mà ấy thì gọi cho Billy cũng được. Rồi, cái chuyện này nhỏ okay. Mà cần gì mà phải phiền cái này đâu bé. Ok nhé. Ok, bye mẹ. Yo man, stop, dừng ở đây. Bọn tao cần cướp chiếc xe này được không? Damn. Xin lỗi nha cô, xin lỗi nha cô. Ai nhắm mà ném Molotov tốt không? Ai mà ném tốt á thì ném thẳng vô xe xăng cho tao, nổ luôn cái xe xăng. Tụi bay lên xe. Tao sẽ chạy xe xăng đi một vòng nha. Xong rồi mới quay về cái hướng trực diện để mà tao tông vô. Còn tao bay thì tới gần chỗ đó trước hết đi. Lên đóng tí. Nó ném tiêu lên. Ném, lại lên. Lên xe đã. Cái xe này nó không nổ. Đưa xe vô. Đưa. Cảnh sát đến. Đi chuyển vào xe. Bọn trên đầu bắn kìa, lần sau kìa, lên xe đi. Rồi, di chuyển này có thể về được. Súng binh nó bắn cái xe xăng không ngồi được đâu á. Ra ngoài thì có xe sẵn ngoài kìa. Tao có kế hoạch mới rồi. Bây giờ lấy 3 chiếc xe đi. Team là 3, chia làm 3 team. Xong lên thẳng 12 giờ, câu cá cho tao tới chết. Lần ti nó kiếm không phải xe xăng rồi, xe nước à. Tại tao. Nó còn. Tại tao. Bây giờ làm lại thì bây giờ thằng nào lên plan đi rồi tao đi nghe theo cho. Chạy qua bom luôn. Chắp tất cả luôn, khổ rất nhiều. Cho tao đây coi. Cho tao đây. Canh cửa xong nhập cửa trước. Đúng. Chạy đi. Còn cái trò nát. Quay lại chi đây. Alo, bọn đang chém nhau kìa, đang chém nhau với tao kìa. Lên người. Ê, gì thế nhỉ? Cảnh sát đến. Còn ai không? Không lấy thiết bị liên lạc, không lấy những đồ khác, chỉ lấy vũ khí, thiết bị liên lạc. Ok. Đàm điện thoại thì cứ bằng thời gian.
trai ơi, anh trai ơi, phiền anh trai giơ tay lên cho tôi nha anh trai ơi. Tao anh đã ơi. Ngồi đây rồi, tao đã ngồi đây rồi. Nhưng anh giơ cái tay lên để tôi kiểm tra người anh một tí đi được không? Tụi bay. Không, không là, không là, là anh nhập viện nữa đó, ok. Bây giờ xíu tao không thôi, giờ cho mày nhập viện nữa đó. Một xíu thôi, một xíu thôi. Xíu thôi anh trai ơi. Trước tiên thì mình cởi cái mặt nạ ra được không em? Chuẩn bị nói chuyện chứ. Ok, anh này clear nha, anh này clear nha. Dạ, mình cởi mặt nạ ra mình nói chuyện được không em? À, đi à? Không có chuyện gì để nói với mày hết. Gì vậy? Bạn qua đốt quán tôi mà. Mày muốn giết tao mày giết. Mày muốn giao tao cho ai giao? Mới cũng xong mà sao giết đập. Cái vấn đề ở đây nếu mà tao mà muốn giết mày hay tao muốn... Tao không có vấn đề gì với mày hết. Và tao cũng không biết mày là ai hết. Tao chỉ biết là tụi bay giống như nhau thôi. Tụi bay chơi tụi tao thôi. Đừng nào cũng chờ người bên tao lên thì nói chuyện xíu đây gì cọc vậy. Tao không có gì để nói chuyện hết. Mày cầm nguyên cái xe xăng qua quán tao mà không có chuyện gì là sao? Hôm qua, đó quà của tao dành tặng cho tụi bay đó. À hả? Tưởng món quà hôm qua hả? Nhưng mà nó hơi fail hả? Tất cả những gì còn sót lại ở cái cây xăng của tao đó. Mày biết tại sao cây xăng hôm qua của mày cháy không? Tao không cần biết. Tao nghĩ mày nên biết á. Vì mà, nhờ mày mà má công ty mà tao không làm bẩn được nó đó. Không quan tâm. Tụi tao chưa hề làm gì với tụi bay mà tụi bay đụng vô cái đất làm ăn của tao. Thế tao hỏi mày nhá. Bây giờ tự nhiên tụi tao bị đóng cái kho trong công ty, tụi tao bị điều tra, tụi tao bị thu hết 7 cây cần. Thì ai giải quyết? Cái đó là chuyện của tụi bay. Nhưng mà cái vấn đề là cảnh sát qua kiểm tra kho bọn tao là nhờ tụi bay. Tại sao nhờ tụi tao? Cái hôm mà mày làm rơi mũ, mày làm ùm hoa lên cảnh sát qua. Sau hôm đấy cảnh sát kiểm tra kho của tụi tao, thấy cái kho của tụi tao. Vấn đề tại sao cái mũ tao bị rơi? Thì đó là cái lỗi của nhân viên tụi tao và tối qua tao đang muốn giải quyết vì cái vấn đề đấy bắt đầu từ tụi tao. Nhưng mày bảo mày không muốn hợp tác với tụi tao nữa, trong khi tụi tao đã chờ đấy một tiếng. Tao biết là mày lúc đó tao đã nói với mày là tao đang có vấn đề với BD, đúng không? Nhưng mà tao nói này. Dạ tao đã về gần tới rồi, mà mày cứ gọi mày hối và cái cách của mày nói chuyện với tao giống như là mày phải áp đặt tao làm ăn với tụi bay. Tao đéo cần làm ăn với tụi bay. Bây giờ tụi bay giết thì giết. Không có nói nhiều nữa, tao không muốn nói chuyện với tụi bay nữa. À, bên đó lựa chọn rồi. Để chịu thôi. Thế ra ngoài đi. Ủa mình thua rồi mèo ơi. Thằng nào đây? Hello. Hello. Tao quên mất. Tao tắt cổ họng rồi. The fuck?
Lúc nãy tao quên khách nhập viện á, thế là chúng nó bỏ đi tao mới nhập viện ạ. Đi mà ổn không? Em ổn. Tụi mình thua rồi. Cái điều nó anh Billy. Sao? Bỏ đi. Ít nhất là mày vẫn còn nói chuyện được với bọn tao. Tụi bay đi hết đi. Ủa nhưng mà sao mày cứ mất vội vậy? Tính ra hiểu, lúc đó mày là người vô rồi. Đầu tiên. Ừ nhưng mà tao đâu có con kêu bay vô làm gì xong đâu. Xong rồi tao đang đứng ở phía sau tao thấy một thằng nó đang chạy bọc qua. Tao tin lời tụi bay. Sao cái đầu tao đau với mày? Sao cái đầu tao đau vậy? Nghe cái cây cờ lê nó mạnh. Đầu tao hơi đau đó. Nhưng không, tao bị cây rìu bữa cờ lê quá chậm. Đi tay. Rồi. Ê yo Billy. Bạn hả? Ủa anh em nãy giờ sao? Tụi tao. Tụi tao. Tụi tao bị thua rồi. Là sao? Là tí vậy? Tụi tao bị đi cờ lê nghe quá nha. Má nãy đang đi xe cái mở nhầm cánh cửa cái rớt ra cái đau quá khỏi lời vậy. Phải. Đầu tao hơi đau mày ơi. Tao chỉ cũng không biết chuyện gì ra xảy ra. Chỉ muốn là phá xe bọn nó thôi mà vì bị nhanh quá tao kẹt nếu kịp. Tao không biết chuyện gì đang xảy ra với tao. Tại vì lúc mà tao lên đây thì mày nhiều đứa nó lên đây lắm. Đánh hay là cái gì phải con xong chứ rồi, tao phản kháng lại là tao tao chỉ biết là anh em tao lao vô vì tao phải hỗ trợ thôi ba. Nhưng mà xuống xe chơi nhanh quá vậy. Tao quăng thôi chạy rồi. Tao chỉ nhớ là nhiều thằng lắm, nhiều lắm. Mà xong mà mọi chuyện xong quá. Đi tê ơi, qua gara tao với mày. Tại sao tụi mày biết tao trên đây mà tụi mày lên vậy? Thằng Chi nó đưa mày lên mà. Xong rồi thằng Chi nó bảo là nó thấy một đám nó chạy lên nữa, xong rồi Chi nó đuổi ra. Xong rồi tao lên bọn tao vào. Tôi đứng ra đợi khi nào nó đi. Loser. Mày là thằng thất bại. Loser. Mày tính sao Ti? Tính gì nữa man? Giờ anh em mình thua rồi đấy. Ở Ti ơi, vui lên Ti. Thì mình đã thua rồi, mình thua rồi thì mình thua rồi là mình mất khu của mình rồi thì thôi. Mình mất hết luôn đó, mình mất hết. Thành phố này còn lớn mà mày, lên núi sống đi. Mình làm kèo nữa không? Kẹo gì nữa? Làm gì giờ man? Mất hết rồi, anh em mình đi hết rồi còn gì đâu mới là làm. Mình bắt đầu từ con số 0 đi. Vô mấy ông trong cái mochi ăn nè man. Vô man. Mochi ăn nè. Đâu gì không man? Giờ sữa u yếu rồi mới mua. Chi. Làm cái mochi đi. Ăn đường huyết lại. Không mày lên sữa u yếu nè. Hoạt bát lên. Giờ anh em mình dở ẵn đi Ti ạ. Giờ anh em mình về câu cá trồng rau đi Ti ạ. Kết rồi mẹ. Nói chung là vốn thì vẫn còn, nhưng mà chắc phải chờ tới lúc đổ xe ra thì mới có chỗ ăn nhờ ở đậu. Hay là bây giờ mình về bên Ba Lát một thời gian ta. Khu đó ổn lắm mẹ. Khu đó tao không thấy đứa nào bây giờ nó kiếm chuyện mẹ. Khu đó ít người kiếm chuyện lắm em. Vô khu đó sống ổn lắm. Khu đó tụi tao buồn lắm, không có khách mày. Buồn. Mấy thằng châu Á đi chung với mấy thằng đen là thường vui lắm, hài lắm à. Chắc phải qua đó ở để cười nói vui vẻ mỗi ngày, hút chiêu. Chứ thấy đi làm ra hồn nó lùng nó cho mày gì kìa. Lùng lại ném gì nữa vậy? Lùng này ít nói quá ta. Cho mày cái mochi gì vậy? Cho tao đi trà sữa man. Đâu, cho tao đi, nó cho điếu xì gà này. Không, trà sữa đó là tao đưa cho mày, uống đỡ buồn. Nó cho điếu xì gà này. Tụi bay đúng là anh em tốt. A few minutes later. Bên mày gọi là thiếu người đó mà. Thiếu người đi công cộng chất lượng.
này mày thấy anh em tao hoài mày. Má, tao đã im lặng rồi, tao đã biết tao thua, tao im lặng rồi. Mày không chôn nó trong đây đi, còn đợi gì nữa. Khẩy quá, thằng này nó khẩy quá, nó qua. Ba tao thấy thằng này nó hơi khó chịu quá mày. Welcome to Balad. Kìa, thằng kia nó chào tạm biệt tụi bay kìa. Thằng nào? Tao không nhìn thằng nào hết á. Có quen đâu. À, mày mặc cái áo legit đó. Mày legit không? Được đó, được đó. Tao quên rồi, tao phải xóa số. Tao thấy hợp lý rồi đó, tao thấy tụi bay hợp lý rồi đó. Mấy thằng này hơi legit rồi đó. Này giờ legit rồi nè, mau legit tụi bay này xong không còn. Giờ mình là anh em. Sống chết mình coi nhau. Dạ yeah, man. Ok man. Nhưng mà Balad tụi tao toàn da đen không man. Chịu khó đi ba. Trong một cái băng da đen lâu lâu có mấy thằng, có mấy thằng châu Á vô nó cũng vui lắm mà. Tao cho tụi bay tá súc tới khi nào mà cái tiệm Benix nó mở cửa nha. Tụi chính okay, không man. Có tham gia với tụi bay nha. Thì làm gì cũng cẩn thận xíu. Mà tao nói trước với tụi bay luôn. Mặc dù tụi mình là anh em nhưng mà cái tiệm Benny của mày kế bên mà tối mà ồn ào quá là tao dẹp luôn á. Thì tới lúc tao đó tính tao khó ngủ. Tao tính tao khó ngủ, tao nằm trong BDM mà tao ngủ không được là tụi tao dẹp tụi bay á. Tụi tao không bao giờ mở nhạc ở trong chỗ làm hết á. Thôi dù sao thì bây giờ thay đồ rồi, cũng cảm ơn Đen Tiến đã cho tụi tao chứa chấp tụi tao 7 năm cho đến khi có công việc trở lại. Yên tâm đi, tụi tao tự thân vận động, không có ăn nhờ ở đậu tụi bay đâu. Tối tối thì có thể hút cần chiêu chiêu nhậu nhẹt cùng tụi bay, sáng tụi tao đi bưng phở. Tụi qua tao, tụi bay lâu xe cho bên tao, tao xe bóng xíu. Bánh bèo đi làm neo cũng được. Sáng qua lâu xe lâu mấy chiếc xe chân cái trong tiệm cũng được. Tụi tao mới qua Mỹ Đen hay làm neo lắm mày. Vô chổng làm neo là giàu đó. Nói chung là tụi tao châu Á thì cũng có cái miệng, cái mồm kiểu sale tốt lắm. Tụi bay đưa wifi đây, tụi tao bán xe cho. Cái đó thì tao vẫn không thể nào tụi bay ăn. Nói trước nó sao nó cũng nhá cái bát wifi của mình đó ha. Đúng rồi. Đưa tao mua. Phải là anh em. Đưa tao 20k tao đưa cái bát. Ồ, tao đâu có cần cái bát làm gì đâu ba. 19k. Bây giờ đi về quê nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thôi. Yo, cảm ơn toàn thể anh chị em nha. Hẹn gặp mọi người vào 7 giờ ngày mai nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hôm nay đã ngồi coi tới giờ này. Chúc mọi người có một đêm an giấc. Cảm ơn các mod rất là nhiều luôn. Yes. Bye. See you. Yo, hey. Yeah, tao là chú Bảy, là chủ cả nhà hàng. Này có cân bàn, nhà cơ còn hậu hán. Tao là chú Bảy, tao sống kế quen ba. Mở mắt mới sáng ra là thấy...